màu da nhũ nhẹ đến toàn bộ màu mắt. Sau đó cho một ít gel kim tuyến vào giữa mắt và đánh màu khói ở mí mắt. Mi cũng cho màu đen vào phía đuôi mắt để đôi mắt trông sâu hơn. Mi lại cho màu da nhũ lúc nãy vào phía góc mắt và phía trên màu mắt một tí. Về phần viền mắt, đầu tiên Mi sẽ viền trong mắt bằng màu nâu đậm. Trong kiểu trang điểm này, Mi sẽ vẽ mắt đuôi mèo xếp lên một xíu. Mi sẽ kẹp mi và dán mi giả toàn bộ mắt thay vì đuôi mắt như mọi khi. Mi chỉ viền theo đường chân mày có sẵn của mi thôi và trải mascara màu nâu lên toàn bộ lông mày. Mi sẽ bỏ hết những sản phẩm mi xài trong video này trong hộp thông tin bên dưới nha. Hôm nay mi sẽ xài Fusion thay vì kem nền như mọi khi. Để kìm dầu. Mi dùng màu hồng sen để đánh má hồng và dùng màu hồng nhũ để đánh highlight. Mi sẽ dùng son lì để đánh bên trong lòng môi. Son bóng để đơm môi thêm quyến rũ. Làm tóc thôi, đầu tiên mình sẽ chia tóc ra làm hai phần. Mi đã làm một phần sẵn để các bạn có ví dụ. Và bên còn lại thì chỉ cần cột tóc lên. Và lấy miếng làm xoăn tóc như thế này để cuốn tóc lên. Các bạn có thể kiếm cái này ở những tiệm bán đồ cột tóc hay là bên trong các chợ như chợ Bến Thành, chợ An Đông. Tình nhân đã xong rồi, hy vọng các bạn sẽ thích video này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.